Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn yêu một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 31 tháng 12 chỉ còn vài giờ nữa thôi là bước sang năm mới năm 2021. Lời nói đầu tiên năm Thu là chúc các bạn và gia đình có một năm mới thật là vui vẻ và đầm ấm bên gia đình các bạn ha. Tiếp tục chia sẻ, năm Thu lại đến cái vườn kiển Hoàng Ân, tọa lạc tại ấp 3 xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An của tỉnh Long An, để chia sẻ với các bạn lô bông trang nhà vườn mới vừa nhập về và muốn giao lưu cùng các bạn. Các bạn thân mến, thì năm Thu cũng chỉ làm clip thôi, mình không tham gia mua bán mà liên lạc giao dịch, các bạn vui lòng gọi cho Ân theo số là 0827485959. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại anh chàng Hoàng Ân quen thuộc. Rồi, hello, chào em trai. Chào anh Năm, chào tất cả bà con yêu cây kiển cái cảnh trên cả nước. Cũng một năm nữa thì cũng trôi qua rồi bà con ơi. Chúc bà con mình năm mới, đón cái năm mới được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc bình an. Thì hôm nay là ngày 31, cũng là ngày cuối năm của năm 2021. Thì em chúc bà con mình sức khỏe với lại thành công trong mọi lĩnh vực. Rồi. Hôm nay em có về một lô mỹ cam nữa, em mong được giao lưu với tất cả bà con mình. Rất mong bà con mình ủng hộ. Rồi. Một năm mới trôi qua, một năm trôi qua nhanh ha. Giờ chỉ còn vài ngày nữa thôi là đã điểm bước sang năm mới năm 2021 rồi. Cũng chuyên đề về cây kiển, năm Thu cũng đã làm cây kiển suốt một năm qua. Cũng là rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thu Bonsai, cũng như là ủng hộ cái điểm bán cây kiển của anh Hoàng Ân ha. Rồi, chúng ta bắt đầu làm việc thôi. Em đầu tiên, em số 1. Em đi cam. Đáng lý là giao thừa, hôm nay là không có làm việc đó nha, hôm nay giao thừa mà. Thì cuối năm mình làm cuối năm rồi để tổng kết lại một năm coi mình có đạt được cái gì nó quả hay là gì đó. Tại vì năm nay hẻo thành ra giao thừa cũng phải làm. Cái mỹ cam nha bà con. Mỹ cam. Mỹ cam cái này con gì mà con lấy này ra, này rồi nè. Mỹ cam có rất nhiều. Cái một cốt. Cái một cốt này rất là đẹp luôn. Hoành là 16. Rồi trên đây. Có thể mình bóc ra mình chỉnh một cốt hả? Dạ. Bây giờ mình để cho bà con mình về có đồng, bà con mình phá ra, bà con mình có tách được. Rồi trên đây cũng 16 luôn. Tóc thân của cái cốt này cũng 15. Mà cốt này cốt riêng nha bà con, không, cốt này không có bị chặt chém gì hết. Từ trên xuống luôn. Con về lọc này ra, với lại lọc này ra, lấy được hai cây. Chơi cây một cốt này vẽ chi rất đẹp. Tàn ở trên thì đẹp lắm. Tàn trên dư sức chưa dây luôn. Cây này cao chắc cỡ 1m8 nha bà con. Phá ngang thì cỡ 1m8 luôn á. Cây số 1. Thì bà con mình lọc ra thành cây một cốt, vẽ chi trên chơi đẹp. Cây ở dưới là gốc chứ lắc lượng luôn rồi. Cây này cũng thuộc về phong cây đẹp rồi nha bà con. Rồi, báo cáo thông số. Thông số đo rồi. Ủa đo rồi hả? Ủa trời sao tôi không nhớ chứ. Cây số 1. Cái phim mà đầu óc để đâu trời. Số 1 giá 6 triệu. 6 triệu. Cái số 1 được chào giá là 6 triệu. Cái đó để lại đi bóc cái kia đi. Ở đó. Cái đó chưa tính tay. Rồi, số 2. Mỹ cam nè con ơi. Đó, coi tủ nè. Tủ là rất cưng luôn. Con mình lặp lại lấy mớ bo, mớ nhánh chơi chừng 3 cái chi này hả? Cũng kinh lắm. Cây chơi bonsai để hoàn cũng được. Chơi cái tàn tàn để hoàn con gọn cũng được. Cũng này 26. 26. Cao 1m. Tá ngang này thì 80. Cái này lớn hơn ngón tay trỏ em nhiêu mà con.
mà đo không được. Rồi cái số 2, hai cưng lắm nha. Cái số 2 được chào giá. Cái số 2 giá 1.8 triệu. 1.8 triệu. Em số 3. Về bà con mình chăm lại nó tư lại. Cây cứng già cây một cái cũ. Số 3, em số 3. Số 3. Cũ là 33. Chiều cao là 80. Tái ngang là 60. Cây này về dưỡng lại, cây này có cái củ đẹp lắm mà coi. Số 3. Giá 2 triệu. 2 triệu. Này thì nó không không được mướt lắm nhưng mà nó bù lại nó có cái củ đẹp. Và xuống đi. Rồi, tiếp tục một cây này đẹp rồi. Cái này chim nhẹ. Cái này về bà con mình lọc cái này ra nha bà con. Cắt ra trừ 3 thân thôi cũng được. Cắt bỏ luôn. Cắt bỏ luôn. Tàn dữ luôn, không có thiếu tàn đâu. Trừ 3 thân tâm tài. Cái này khá biết rồi. Bột cam. Đó. Bông rất là nhiều. Chiều cao đạt, cốt chi đạt. Củ đạt luôn. Ừ, có người hỏi bông cuốn đỏ cuốn vàng đằng sau anh. Em nói thiệt chứ bông cam giờ em đưa cái bông nào. Chứng tỏ cho bà con mình thấy. Anh Nông cũng nghe hỏi cuốn đỏ cuốn vàng vậy, nói chung là mình cũng không kích chuyên gì. Rum lại đi. Rồi. Ngắt luôn được. Cuốn là ở đây chỗ này hả? Dạ. Là cái phần này đâu phải không? Thằng nào nó cũng vậy thôi chứ. Nó đỏ không? Là cái cuốn nó đỏ vậy chứ gì phải không? Các bạn thấy không? Có nhiều người hỏi hỏi quay bông trang rồi, cũng còn muốn quay luôn cái cuốn của cái bông trang nữa. Nó quay luôn cái cuốn bông trang, cuốn bông trang đây để cho các bạn ha. Hầu như là cái cây nào nó cũng giống cây nào thôi, các bạn yên tâm khi mà nhà vườn người ta đã chào sản phẩm như là thì bảo đảm là đúng giống các bạn ha. Nè, cuốn này các bạn nhìn thấy cuốn đỏ là đúng không? Rồi. Cái ngọn nó cũng đỏ nữa. Ngọn đỏ. Năm rum lại cái này chứ. Cái đậu đi. Đỏ. Ok. Mỹ đỏ hay gì đó mà em tặng. Chung là cái dòng của em là nó đỏ vậy đó. Nó ra cái dòng đỏ gì đó. Em bán cái cam thôi. Tổng cũ này là 48. Này, sạch cây lắm mà con ơi.
18. Gốc 18. 11. Mười. Ba cốt. Cốt 18, cốt 11, cốt 10. Cái này chơi được, chơi ba cốt là đẹp bà con ơi. Tàn chơi thì bích bù rồi. Đến đo chiều cao luôn. Chiều cao chắc 1m7 á. Tá ngang cũng 1m7 luôn á. Chiều cao 1m7, tá ngang 1m7. Cây này sạch cây lắm. Rồi cây số số 4. Số 4 này giá 10 triệu. Cây này chơi cây này đỉnh nè. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn, em mang mã số 5. Số 5. Trang Mỹ Cam. Bông. Bông cuốn thì nó vậy đó. Bông cuốn đỏ gì đó, thì đây nó đỏ vậy không? Nó có vàng có gì đó thì con mình không bị sao. Từ nay thì nó không vậy thôi chứ không có cái kiểu gì khác à. Nguyên cái tủ dưới đây nhiều mà thôi bỏ hai cái này ra là 51, bơm về luôn 73. Đặc biệt là cũ nè, dính lại hết luôn á. Dưới đây nè, tại vì cái này nó thuần rồi, nó thuần mô rồi, thử ra gửi cám trên đây rất là nhiều, em không có phui. Mà em thấy dưới đây là nó dính cũ à, cũ với cái chân cũ bự lắm đó. Dính hết luôn, không thể tập được. Một. Mét 3, tán ngang mét 3 luôn đi. Cái này về bẻ xương ra đẹp lắm. Tàn ở trên về là túm túm sơ sơ lại thì nó tròn rồi. Có hàng cũ nè. Vậy mà con dạng tay thì lọc mớ rễ ra, mà rễ thấy cứng ngắt hết đâu. Nguyên đây là bao nhiêu cũ dưới đây luôn rồi. Cây số à. Hả? Số 5. Số 5 giá 4 triệu. Rồi, tiếp tục số 6. Cây này thân chậu luôn rồi nha bà con. Cây này hôm nay nằm trong mát nó hơi lâu rồi, thử ra bông nó hơi vàng nha bà con, vàng nhiều. Còn ra đủ nắng đàng hoàng thì nó cam nhiều. Cây một cốt, cái này vô xương vô dây rất là đẹp lắm. Đây trong quá trình cây rất là khỏe. Chùm loại em đo đại trên đây đi. Một. Chỉ cao 1m2 đi, tán ngang 1m đi. Cây này vô dây tán ngang ra bự lắm.
Đúng rồi. Số 6. Số 6 này giá 2 triệu. Được chào giá là 2 triệu. Rồi, xin mời em kế tiếp. Số 7. Mini mini. Mini này em mới vô chậu được tuần lễ nha bà con. Cây tỉnh. Ôi, cũ hay kinh quá. Cái này về bà con lóc ra bớt. Chơi cái tàn là gọn gọn ở trên thôi. Chơi bonsai để bàn. Kẻ xương chi trên sao nó hoài. Cây này chơi cái cũ à. Cũ kinh dữ lắm, kinh luôn. Cũ liền lạc rất đẹp. Là 28. Cao tính tới đây đi. 60. Rồi, cây số rồi. Số 7. 7 giá 2 triệu. Giá không có chậu nha bà con. Còn chậu chiếc thì bà con mình tính sao. Rồi, tiếp tục. Em này thần chậu hả? Thần chậu. Đây thần chậu lâu rồi. Mới than nướng gì lên. Cây này em mới kìm kìm lại thôi chứ chưa có đánh dây. Giờ bà con mình đánh dây lại là đẹp à. Cái vị trí này bà con thích thì để cái này theo ý em thì lắp ra luôn. Chơi cái bộ này thôi. Chơi cái bộ này thôi. Lắp hai này ra, tách hai này ra, trồng được hai cây nữa. Ô, cái cụm này là 49. Củ đặc này là 32. Đó. Lắp thằng này ra là còn 32. Chiều cao là 1m, tán ngang 1m luôn. Bông nè. Bông này nó chưa đủ lực nha bà con. Giờ bốc bông rồi rất là nhiều. Cái này về chơi Tết ok lắm. Bông bốc quá trời luôn nè. Còn cuốn thì cuốn đỏ rực vậy không á. Cây này rất là tròn luôn. Rồi, cây số 8 giá 2 triệu rưỡi. Giá không chậu nha bà con. Bỏ ra ngoài, mày đóng luôn đi. Cái băng này nó hơi nặng. Trang bụi rất là cao ha. Số 9. Viên cũ nha bà con. Còn mấy cái này em không lọc ra để nhiều khi bà con mình về cái bà con mình lấy giống ở cái đoạn này nè. Cái đoạn này bà con mình lấy giống nhiều lắm á, khoảng chừng 10 ngày nữa là cái mấy cái đợt này nó cứng cứng rồi bà con cắt ra dăm vô rất là nhiều. Em cố tình em để cho bà con mình lấy giống. Còn củ này bao đặc luôn nha bà con. Củ đặc mà nhô cao luôn nè.
cây này em túm sơ sơ lại, cây này là rất là dễ vô dây nha con. Cái này mà con về làm cái tác phẩm lục bình được. Cũ là 60. Này bà con mình bó lên sóc nó lại thành cái lục bình rất là đẹp. Đây em còn để, em còn giao lưu em để cho nó về cho nó dễ. Cao 1,5 m. Còn tán ngang này bung ra là lớn dữ lắm. Mà giờ tán ngang này khỏi tính đi. Tán ngang này không tính được đâu. Cao 1,5 m, thủ 60. Đây là về bà con sắp vô thành cái lục bình. Lục bình ở trên xè ra rất đẹp luôn. Còn cái củ này rất là ok, cây là đang khỏe lắm. Cây này vô chậu cũng ngay lâu rồi. Tại vì em chưa vô là lý do là em còn đang giao lưu mình thử ra. Khi mà làm rồi cái khó vận chuyển lắm. Thì cái ý tưởng là em là vậy đó. Rồi cái số 9. Số 9 thì giá 8 triệu. Không phải đâu, giữa nó bị nước hay gì á. Quá nặng rồi. Hai chậu nó chậu, chậu nó chậu nhựa hả? Chậu xi măng. Còn em lấy cái này ra không? Này ra. Đâu. Tí nó thiên rồi đó, tối nó hết đi chơi với đạo rồi. Rút lên giò lắm. Tối nó hết sức rồi, phải đi chơi rồi. Được hết anh Long ơi. Được hết. Sao nó hơi nghiêng chút xíu. Rửa lại nhẹ cái tay để quay quay lọc ầm chết luôn. Rồi, ok. Trang này đẹp ha, cây này đẹp mà. Thấy cơ thể này. Cây này cũng thần chậu luôn. Cây số 9, số 10, hai cây đẹp. Cây này em bóc từng chậu về nha bà con. Bóc từng chậu về xong rồi em vô lại nó tỉnh cây thôi. Bao bà con luôn. Cây này dạng xuân khó đẹp. Trang cam. Trang mỹ cam. Mỹ cam. Sao nó chuyển gì vàng hết ráo rồi em hiểu. Vừa cam vừa là trong rập hay sao? Vừa cam vừa vàng hả? Hai cái bông trên một cái cây là nó đã khác nhau mình. Đưa cho bà con mình dễ hình dung luôn. Hai cái bông trên một cái cây là nó đã khác nhau. Còn bể này bể đặc nha bà con. Bể này bể đặc luôn, mà cái phần là em phun được hơi à. Để em đo. Ổng cái này cái này. 66. Mười ba. Mười. Nói chung là dàn xương này nó cũng 10, 11, 7, 8. Rất là nhiều. Sạch luôn. Cao 1,5 m đi, tán ngang 1,2 m. Cái này về vô dây chỉnh lại, xé tàn là đẹp, thân xương sạch, cụm cũ 66. Để mùng ra nè, ngắt đây hết nè. Cây số 10. Cây số 10. Cây số 10 giá 11 triệu. Số 10 được chào giá là 11 triệu. Quá nặng rồi. Bên đây chưa chào. Được rồi, cái này có rồi. Một. Cái này cũng thường chậu rồi nha bà con.
Cậu này ra thượng rồi em mới bốc lên vô luôn. Cậu ra thượng sống khỏe à. Cây này cũng mới quái cây luôn. Nguyên cái cổ giống như con thú kìa. Nhưng không đặt. Này chỉnh sơ sơ vậy nhưng mà giờ không mình thích chỉnh lại thì chỉnh lại. Nghe ra được sống khỏe nhiều không? Nghe 1 mét. Chiều cao là 80. Cây số 11. Cây số 11 giá 2,5 triệu. Giao lưu cây không giao lưu chậu nha bà con. Rút chậu ra, cái chậu này ship căng lắm. Đây có bằng thay gần cái phải nhẹ. Cậu gì phải khiêng đi xa vậy trời. Ở chúng anh Năm kìa. Không, anh lùi lắm sao. Anh Năm là cục vàng á. À, lùi qua cái không sao. Rồi, cây ông Năm tự sống khỏe luôn, thường chậu. Có hai cái chậu ngay đó đó tí, bóc ra tí. Hai chậu ngay chỗ ngày mai. Em nghĩ chắc là nó 2 bệ nha bà con. Ừ, cái này 2 bệ hả? Ờ, chắc là 2 bệ nhưng mà em chưa có. Không có môi sâu dữ. Em nghĩ là bên đây 1 bệ nè. Bên đây 1 bệ nè. Ừ. Cốt cũng lớn lắm nè. Về nếu mà bà con mình ấy thì bà con mình chiết ra. Ừ. Các bạn lưu ý lô hàng lợi cầu giá vào ngày 31 tháng 12. Không thì để nguyên bệ về chơi bông cho nó nhiều cho nó đẹp. Vậy chỉ còn vài tiếng nữa thôi là bước sang năm mới. À, chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe để chào đón năm mới các bạn ha. Rồi anh đo tổng bệ này đi. Tổng bệ này là 86. Chiều cao là 80. Tán em là 90. Đó, 2 bệ. Còn sâu dưới nữa. Tại vì hổng trồng em không có phôi sâu gì. Rồi. Hai cây khỏe rồi. Từ được, phun mạnh được chào giá. Rồi cây số 10. 12. 12 này giá 3,5 triệu. 3,5 triệu. Rồi ok. Để xin ra lo cho mang được. Thêm gì nổi. Rồi, rồi. Rồi để gì đất kìa đi chứ. Ừ, cục chào bán thêm gì nổi. Nguyên để cho lên một xe. Dạ nổi không. Đốt con xe vô cái. Đốt sâu vô. Đúng. Rồi chịu rồi, tạp con xe lại. Cái chân đạp có một xây rồi. Ừ. Vậy xây được đó. Được, nó sẵn cho rồi. Tự nhiên nó sẵn. À, rồi, rồi, ok. Rồi, cái mai bự quá, cái mai. Đất nó mềm, nó sẵn vô trong cái mép của cái bằng xây đó. Cái này cũng có lên bằng diễn lần rồi mà. Chưa có giao lưu được nha bà con. Nên nó làm tược mạnh thôi các bạn. Nó nhiều quá ta. Ấp chứ, cái trang. Đó, cây này à. Cây này cây mai mà cái form là form mai vàng mà cái form cây này là cái form mai chiến thủy nha bà con. Rất khéo luôn. Cây này chơi bonsai mai vàng, bonsai cây này là đỉnh.
cốt cành vậy đó, nó đại. Có gì bà con có gì bỏ qua cho nha, chứ mình ở khu vực này mình nói theo khu vực này, chứ còn nhiều bà con ở xứ khác còn cây đồ còn, ghê răng lắm, còn dữ dội hơn nữa, dữ dội lắm. Nhìn rứt răng luôn không? Dạ. Đó. Cây này nhìn nứt nách rồi ha. À, cái phong cây mai chiến thủy nha bà con, lùng lực bút mang. Quay lắc rớt xuống luôn, rớt lầu ầm xuống đất. Sáu mươi bảy. Rồi có một vị trí đo nha bà con, nhỏ nhất luôn rồi đó, không còn vị trí nào khác. Tầm 67. 48. Kính bầu là 63. Cốt là 25. Cốt 25, 21, 20. Rồi, quan trọng là em này được phong mai chứng thủy luôn. Em mày được chào một cái giá là bao nhiêu đây? Cây đang rất là khỏe cây. Rất đẹp bà con ơi. Lùng lực bút măng, cốt chi là bật dày nè. Rồi cây số 13, giá 20 triệu. Rồi kéo kéo các bạn xuống. Hai người nặng lắm, không có thể nào mà không có nào mà xương nổi cái chậu này. Cái này nó phải 60-70 kg hả? Sao luôn, có cái tâm. Nếu mà 60-70 hai người giống cái nhẹ nhàng. Ừ. Hai người kéo. Rồi ok, nhích qua bên tường chút xíu. Rồi anh tiếp tục chia sẻ các bạn, cũng là một cái phôi mai sù. Sù giờ vô vụ phôi là lúc này trồng là ok lắm rồi bà con ơi. Ừ, rất là tốt ha, mày rất là đẹp. Đó, sù chắc 80-90 gram gì đó, sù cứng mình hết rồi, cốt chi có sẵn luôn. Trong quá trình rất là khỏe. Cái độ xù của cây này ổn thôi bạn tới. Rồi, bỏ cả thông xưa. Cao là 80. Cốt chi có sẵn luôn nha bà con. Cây buông cực mạnh ghê luôn. Rồi em xù này được chào giá là bao nhiêu? Xù này số 14, giá 12 triệu. 12 triệu. Rồi xin mời. Giá này giá ok lắm rồi. Rồi chúng ta còn hai em nữa nha. Rồi. À, hai em nó hết rồi. Rồi, tiếp tục em số 15. Số 15. Chị cam. Hôm nay cây thường chậu rồi nha bà con. Ừ. Bồng cây này em con đang buộc lại, đang túm lại. Đang nuôi. Đang nuôi túm lại. Rồi. Con về cắt dây ra vô dây là đẹp rồi. Rồi, ok. Vô dây rải rải ra chơi. Chơi cụm á. Cũng được, cực lớn lắm, mini. 26. Xương người chắc nhỏ ngón người ta út chút. Cao này dựng lên cái tí. Mét 4, mét rưỡi. Mét 2 đi. Mét 2 đi. Rồi, em mình được chọn nó cao mà nó hơi thân nó hơi nhuyễn á. Dễ vô dây lắm. Em mình được chào giá là bao nhiêu đây? Số 10 à. 15, giá 1 triệu. 1 triệu.
Vâng, và cuối cùng là em số 16 cũng kết thúc chương trình chào đón giao thừa ngày 31 tháng 12 2020. 16. Em số 16. Giống cây một cốt luôn, cây thần cậu luôn. Bông đây, mặt bông. Bông Mỹ cam thì rất là đẹp nha. Đó, các bạn thấy nó có hai màu, vừa cam với vừa vàng. Chân chân bông màu đỏ. Bông Mỹ cam thì nó thì bông cam. Rồi, báo cáo thông số luôn anh ơi. Ok. Một cốt 15 oành. Cam mét rưỡi đi. Mét rưỡi. Lá ngang mét 2 đi. Rồi. Nhanh gọn lẹ. Em số 16. Cái này về bà con mình lóc này bỏ chơi hai thân cũng được. Bao giá? Cái số 16 này. 16 này giá 3 triệu. Rồi, các bạn thân mến, em số 16 là giá 3 triệu cũng kết thúc chương trình báo giá vào ngày 31 tháng 12 2020. Năm Thu rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like, nhấn chuông, bạn là chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ Năm Thu những video mới nhất các bạn ha. Rồi, ăn ơi, chúng ta cũng phải nói lời chia tay với cô bác và anh chị mình thôi. Cũng cuối clip cũng chào bà con mình, cũng chúc bà con mình đón một cái Tết thật là đầm ấm. Cũng rất mong bà con mình ủng hộ tiếp em clip này để đầu năm sau rồi có động lực đầu năm sau em cắt quy được những cái dòng nó lạ để mong về phục vụ cho bà con mình. Thì số điện thoại của em là 082 748 959. Em ở 3 xã Hướng Ngư Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Cũng chào bà con. Rồi, bye bye. Happy New Year. Hẹn gặp lại các bạn trong những kỳ phát sóng kế tiếp. Happy New Year.